Sau một tiếng động rất mạnh, một chiếc xe máy cùng một nam thanh niên văng ra đường cùng nhiều đồ đạc. Thế nhưng, tài xế vẫn vội vàng lái xe tải rời khỏi hiện trường, mặc kệ nạn nhân đã chết. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2023 trên quốc lộ 1 đoạn qua ấp 4 xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Sáng 12 tháng 6 năm 2023, thông tin từ Công an huyện Châu Thành cho biết đơn vị này đang phối hợp với Trạm Kiểm soát Giao thông Trung Lương truy tìm xe tải liên quan đến vụ tai nạn. Theo người dân chứng kiến thì vào thời điểm xảy ra tai nạn, một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi chạy xe máy trên quốc lộ 1 theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây. Khi đến khu vực này, xe máy bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang dừng bên đường. Cú tông mạnh làm thanh niên chết tại chỗ, xe máy gãy đôi, mảnh vỡ văng khắp trên đường. Sau tai nạn, tài xế đã lái xe tải rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Trạm Kiểm soát Giao thông Trung Lương đã đến phối hợp với Công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời truy tìm xe tải có liên quan. Qua kiểm tra, trên người nạn nhân có mang theo giấy tờ tùy thân mang tên một thanh niên sinh năm 2003 ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.